Hello cả nhà, xe đạp Nhật Bãi xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con xe đạp trợ lực mini đến từ nhà Panasonic. Đây là một con trợ lực 26 inch đời 2016. Ở thời điểm hiện tại thì rất hiếm trên thị trường ha anh em. Đây là con xe nguyên zin, pin zin, tất cả đều là zin, điện 110, chưa qua độ chế. Và mình nhắc lại, mình chỉ bán xe zin 100%, không bán xe độ chế. Xe độ chế là xe lên điện 220 hoặc là độ chế những thứ khác. Còn xe này ở bên Nhật về như thế nào thì mình để như thế mình bán luôn ha. Bây giờ sẽ đi vô chi tiết cho anh em xem một con xe 2016 Panasonic màu xám xanh rất là đẹp ha anh em. Đây. 2016. Viên pin của nó là 12A. 12A tương đương với là hiện tại là 35 km. Là 60%. 60% mà còn đi được 35 km thì 100% đồng nghĩa với việc nó sẽ đi được khoảng 60 km cho một lần sạc. Wow, một con số cực kỳ ấn tượng luôn. Đây. Ba ga sau nó sẽ cho chúng ta chở được mấy ký đây ta? À, maximum là 27 ký, nhưng mà mình cứ bơm một người ngồi ngoài sau bình thường ha. À, cái này là xe ở Nhật thì thường ở ngoài sau nó chỉ cho chở một trẻ em hoặc là chở đồ thôi, không cho chở một người lớn ha. Nếu ai có muốn độ thì mua thêm một cái ghế trẻ em gắn vô đi bình thường. Nhưng về Việt Nam chúng ta có thể cặp thêm một người nữa bình thường. Một cái hệ thống ổ khóa của nó cực kỳ tiên tiến nha anh em, rất là đẹp luôn nè. Cái này là chỉ có đời cao thôi, đời 2012-2013 thì cái ổ khóa nó sẽ nằm ở đây ha. Này. Câm inox, niền inox, gác đầu bu inox. Đó. Đây là cục pin của nó nè anh em, cục pin đời cao ha. Đây, một số cái thông số xe tem nội địa Nhật. Trên thị trường hiện tại thì nó sẽ có rất là nhiều cái loại xe đạp trợ lực mà người ta có thể độ chế tùy ha, tùy thích. Nhưng em thì em bán xe zin. À, bán xe zin, người khách về là, muốn chơi như thế nào thì chơi. Nhưng mà thực chất ra thì chiếc xe zin vẫn là chiếc xe bền nhất nha anh em. Tại vì dòng điện 110 thì nó rất là ổn định hơn dòng điện 220 của mình. Cho nên là cái việc mà mình sử dụng cái điện đó thì nó sẽ giúp cho cái hiệu suất của mình tăng lên đó, xài nó sẽ bền hơn ha. Đây là một chiếc xe đạp 2-in-1, tức là nếu khách cần đi dốc hoặc là đường đồi núi thì chúng ta sẽ bật chế độ trợ lực lên đi thì nó sẽ hỗ trợ rất là nhẹ nhàng. Còn nếu như chúng ta không bật trợ lực thì chúng ta đi như một chiếc xe số bình thường đó, thì nó sẽ cũng có sẽ 3 số giống như một con xe đạp mini. Và một chiếc xe đạp mini đẹp ở thời điểm hiện tại của Rageton bán trên thị trường. Đây, chính em bán đây ha, những chiếc xe đạp bây giờ nó cũng tầm khoảng 6 triệu rồi. Xe đạp nữa thì 7 triệu, 8 triệu tùy đời ha. Còn đây là một con xe đạp trợ lực, cả một bầu trời công nghệ ở trong đây ha anh em. À, mình thì nói chung trước giờ bán cũng rất là nhiều loại xe đạp trợ lực rồi. Và đặc biệt là không bao giờ mình lấy lô. Mình chỉ tuyển những con xe nào mà mình cảm thấy ưng ý và bán ra thị trường. Còn việc mà một người mà nhập toàn bộ xe thì thực chất ra đương nhiên lúc nào nó cũng sẽ có một số chiếc xe không ok. Còn cái này mình chấp nhận mình chơi thì mình bỏ tiền cao hơn, mình lấy những chiếc xe tuyển chọn thì chất lượng nó sẽ ok hơn. Đó. Cho nên là không bao giờ chúng ta, không bao giờ khách hàng thấy là ở em có rất là nhiều xe đâu. Lên một video một xe hoặc hai xe, giữ lắm ba xe là hết. Bán hết thì mình tuyển cái khác ha. Mình không bao giờ mà mình lấy nhiều được hết. Tại vì tuyển một chiếc xe thì nó không có phải là đơn giản đâu quý vị ơi. Đặc biệt là những chiếc xe nguyên zin như thế này. À, anh em thấy căm vành được nè. Đời 2016 mà ha. 2016 rất là đẹp luôn nha. À, sơn bọng được nè. Rồi ok. Xe này mình có chụp hình trực tiếp và ship toàn quốc. Mình bắt đầu ship khi khách hàng cọc từ 20% giá trị xe hoặc chuyển khoản đủ. Nếu chuyển khoản đủ thì mình sẽ bớt tiền thu hộ COD tầm khoảng 1% ha. Cái đó thì mình sẽ, nếu ai đồng ý mua thì mình sẽ trao đổi trực tiếp. Còn ở đây thì mình nói tóm gọn lại thôi.
Ok, và con xe này mình sẽ bán với giá là 15 triệu cộng phí vận chuyển ha. Đây là con xe cục pin 12A, dung lượng cực kỳ lớn ha. Hôm trước thì mình có bán một xe rồi, là con Batwit đó, thì nó đi cả 100 cây luôn. Còn con này thì đi 60 cây, nó cũng rất là ok rồi. 15 triệu thì thực sự ra nó chỉ có 50% giá trị của chiếc xe, 40% thôi, 40% giá trị của chiếc xe ở bên Nhật ở thời điểm hiện tại ha. Và ở Nhật thì nó chỉ xài pin 6A thôi, với nhu cầu cao hơn thì mình mua thêm, mình nâng cấp thêm thì mới có pin 9A, 10A, 12A. Rồi ok, anh em nào chơi thì alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 089 883 124. Xe đạp Nhật Bản xin chào.